em Hương miền Tây xin kính chào cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem trên kênh của em ha. Dạ Nhan ở đằng cái hũ đó. Dạ Nhan là cái hũ. Thấy ổng đẹp, mình ra đây còn đẹp hơn. Dạ trong YouTube là quay thực tế không á, à, ở ngoài này còn đẹp hơn nữa. Bên kia bánh tét bánh chưng rồi kìa. Đây bánh tét bánh chưng nữa kìa, dưa hấu nữa. Mô hình ha, quá đẹp ha. Dạ. Dễ sợ không? Ở ngoài đây thì bông hoa, cái đường đi vô á bông hoa. Quá trang trí đẹp. Dạ. Mình nhận ông Vũ Linh thiệt tình. Quá trời đẹp. Dạ. À, chị sắp tới, chị sắp tới để đổ rồi sao? Ở sao còn mớ lon con ở sao? Chụp hình đi. Không. À, tránh lên chỗ đứng cho nó trong khi nó chụp tôi. Đưa điện thoại nó chụp. Mời cắm chụp gửi qua điện thoại tao. Mơ thì mình chụp mơ. Nhan á chị, Nhan trong hũ. Mấy chị từ đâu tới đây mấy chị? Ở Bạc Liêu hả? À, mình đi lên đây mình làm á ha. Chị thấy mùng 1 Tết chưa đẹp mà chị thấy em đẹp rồi hết. Giới thiệu quá. Ờ. Giới thiệu quá thấy đẹp lắm rồi đó. À, giờ cô chú anh chị khán giả tới cũng rất là đông ha. Dạ hôm qua. À, cô Sáu cũng đã dọn đồ đi hết rồi hả cô chú anh chị? Dọn ra không còn món gì hết. À. Mà hồi hồi qua cô coi mạng thấy dọn thứ gì cô? Thì dọn đồ là cái gì vậy cô? Hả? Thông tin gì dọn đồ vậy cô? Sử thằng ba đó. Thằng ba đó. Dọn đi hết rồi đó. À, khán giả cũng nghe thông tin là đã thẩm định lần 3 ha. Rồi cô Sáu cũng đã dọn đồ đi ra hết rồi nha cô chú anh chị, cũng không còn cái gì trong nhà ha. À, đã dọn sạch sẽ trong nhà ra không còn cái gì hết nha cô chú anh chị. Lột nón bảo hiểm nó ra chụp cho nó đẹp. Đây anh em cũng đã đang trang trí những cái chậu hoa này nha cô chú anh chị. À. Đây là anh 16. Ô hello chị là ai vậy? YouTube bún bò. Trang trí cho đẹp ha cô chú anh chị. Rồi, đẹp rồi đó.
cô chú anh chị. Chết luôn. Cái đó phải cọc luôn rồi cho nó dính luôn nữa đi. Không, tại mình nó ngồi mình dính được mà đó. Trời ơi. Cô đứng nuôi lại này nè, cô chụp với thấy luôn mỗi thứ năm. Cái cô chụp hình này đứng nuôi lại này là chụp lấy hết mắt gao luôn cho nó đẹp. Chị đứng xích ra để nó đổ cái lon con nó sao á chị? Cái bên đây này. Đó rồi, được rồi, đứng ra được rồi. Đó. Trà nặng mà không lưng luôn mày. Mày hay đó. Ê. Dù nó không lấy lợi mà gánh đâu cô. Gánh đồ của ông không lấy lợi. Nó lẽ không gánh cái gì. Tự nhiên đồ của ta gánh cả mày. Đồ của ông. Chào cô ha, mình đến từ đâu vậy các cô? Dạ. Quê An Giang mà ở ngoài Mỹ Phước 2 mấy. Ở An Giang. An Giang. Quê 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 An Giang. Ở Kiên Giang còn cô ở An Giang cũng là cùng Kiên Giang cuối cùng. Còn Tiền Giang nữa, trời quá trời Giang luôn. An Giang. Giang. Ừ, rồi Hậu Giang nữa, trời đẹp trời. Thấy bên mộ chú Năm trang trí gì đẹp không mấy cô? Đẹp. Hoa tươi không á mấy cô mấy chị mình ơi, hoa tươi ha. Nhất là hoa lan này là ra đó cô chú chị, hiện tại là đang gắn hai ông rồng lên ha. Dạ em cũng xin kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị xem thấy kênh hay và có ý nghĩa cho em xin một like đăng ký kênh ha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo.